Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Acosta tung ra phiên bản tài thắng cho năm 2020 mới về ngoại hình lẫn tính năng. Acosta là một trong những hiệu đồ chơi đến từ Ý với nhiều cái mẫu mã đẹp từ tài thắng đến heo dầu. Thời gian gần đây họ lại công bố một phiên bản tài thắng cho năm 2020 hoàn toàn mới về ngoại hình lẫn tính năng bên trong. Cái dòng sản phẩm mới của hãng Acosta mang cho mình cái kiểu dáng mới hoàn toàn lạ mắt trong thiết kế. Bộ cụm cũng rất góc cạnh, không quá to lớn, nhưng được có cái sự lạ mắt để người khác phải chú ý đến cái chiếc di động của con chiến mà bạn. Bộ cụm Acosta này tích hợp rất nhiều tính năng như rảnh đuôi gió, khí động học, khả năng chống gãy, tăng chỉnh được biên độ tài thắng. Mà ra còn có stop nơi tài thắng để chúng ta câu lên xe. Theo như những thông tin mà mình tìm hiểu được thì cái dòng tài thắng Acosta 2020 thời mới nhất sẽ có piston khác hẳn với cái phiên bản trước đó. Cụ thể là piston sẽ đem lại cái áp suất mạnh hơn và cái khả năng đưa dầu xuống cái con heo nhanh hơn các phiên bản tài thắng trước đó. Quay 125 chọn là cái dàn ngoài với diện mạo tươi mới đầy tốn kém. Từ trước nay có rất nhiều bản đồ chạy quay 105 độ kiển và độ cực kỳ chất trên kênh chúng tôi. Tuy nhiên cái chiếc quay độ dưới đây vừa được một quay cơ bình thái dọn lại rất nhiều trang bị đồ chơi thú vị. Đặc biệt ra sao, đồ chơi thế nào, anh em cùng xem chi tiết đi nhé. Khoét rộng cái diện áo để không gây cả cấn, người chủ hướng tới cái dụng cái cụm Rainbow Crossy kết hợp cùng với tài thắng kinh hèn vô cùng nổi bật. Phía trên bình dầu Rainbow kết hợp cùng với cái nắp Daytona vàng. Phần cù tay lái cũng là một trong những ấn phẩm hiệu đến từ Daytona của hãng Sherwin. Trang chân trước hơi ấn tượng, đĩa kiểu Motoa, cửa lồng vàng kết hợp cùng hai dầu Rainbow 4 bit đối xứng được bắt vào cái dàn chân phục phát CNC gia công rất đẹp. Cuối cùng cái dầu Gaffer tất cả cố định bằng ốc Roti làm cái trang chân trước trở nên tinh tế vô cùng. Hai bên đốc máy là cái dàn siêu phẩm đến từ Nhật Bản qua lăng bông lửa của Takawa, bên kia là chi tiết ốc nhất của Daytona. Hai siêu phẩm này ước tính mức giá khoảng là 1,5 triệu đồng, rất hiếm người chơi rất Việt. Trang chân đỏ bậc hơn với cái phục Showa bình dầu. Đây là một thương hiệu cũng rất nổi tiếng khi sản xuất các phục dành cho các dòng lọc phân khối lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tiếp nhấn like, subscribe.